Siêu Nhân xin chào cả nhà mình nha. Team mới, Siêu Nhân xin mến chúc cả nhà mình một team mới được nhiều sức khỏe và bình an. Cả nhà mình thấy hiện bây giờ Siêu Nhân đang có mặt ở trên những con đường phố đi theo con gái của Siêu Nhân, phát những phần quà yêu thương, đó là những phần cơm, chia sẻ chung một tấm lòng của cả nhà mình, gọi như là đưa con Siêu Nhân nấu sẽ đi phát cho bà con nha cả nhà. Còn trên xe của Siêu Nhân hiện giờ đây là có một hộp xúc xích, đây một hộp xúc xích nha cả nhà mình nha. Hộp xúc xích này thì Siêu Nhân nói cả nhà mình là hôm nay Siêu Nhân live ở dưới trạm Minh 11 á, có được bạn Cẩm Trần hỗ trợ 500.000 để cho ba cái bé nằm ở trên cầu kiệu mà ba cháu mà biết lại cả nhà mình ha. Nhưng mà Siêu Nhân có nói ra mình chia ra cho các bé lang thang ở ngoài với bạn Đặng Cầm thống nhất với Siêu Nhân, và đồng thời hôm nay thì Siêu Nhân có cả nhà mình, Siêu Nhân đi theo con gái Siêu Nhân á, là cũng như là chỉ dạy cho con gái Siêu Nhân, cũng như là rèn luyện cho hai đứa con của Siêu Nhân biết cách học đạo làm người. Thì hôm nay còn bản thân Siêu Nhân là được Mạnh Thường Quân, đó là em Xu Nguyễn ở Mỹ, có hỗ trợ gửi về trả cho Siêu Nhân một số tiền vừa rồi, cũng như là cho những cái trạm đó cái nhà mình Siêu Nhân ứng ra đó, hôm nay em Xu Nguyễn ở Mỹ gửi trả lại cho Siêu Nhân. Và đồng thời còn dư đâu chắc được là làm như em Trung Nguyễn tính toán với Siêu Nhân là dư được chắc được 100 đô chia sẻ cho Siêu Nhân. Thì hôm nay Siêu Nhân có nói với anh Trung Nguyễn thì anh sẽ dùng số tiền 100 đô của em chia sẻ cho anh đổ xăng đi đường rồi đó, anh sẽ cùng với em trao lại cái phần quà đó như là những hoàn cảnh khó khăn hơn mình, đây là tùy duyên nghe cái nhà mình ha. Anh xin đại diện cảm ơn em Du Nguyễn mày rất là nhiều, nhưng anh cũng nói với em á, thì em gửi tặng anh tiền xăng, anh cảm ơn tấm lòng của em, nhưng mà hôm nay anh đồng hành ra đây nhiều hoàn cảnh quá, thì anh cũng chia sẻ cho anh, chia sẻ lại cho những hoàn cảnh khác. Bây giờ Siêu Nhân mời cả nhà mình đồng hành cùng với Siêu Nhân nha. Rồi, đây là những cái hoàn cảnh mà Siêu Nhân muốn chia sẻ cho cả nhà mình đây. Cả nhà mình thấy chủ ngủ rồi, bé ngủ theo đó, nằm canh giữ đây. Hôm thì Siêu Nhân nhớ có ba đứa lần mà sau nào hôm nay thấy con đứa hai đứa. Đứa nằm ở dưới này nè cả nhà mình nè. Nằm ở dưới nè. Đó, ba đứa đây. Đây là một cái hoàn cảnh ở trên cầu trên đây cũng có một hoàn cảnh mà ba bé chó mà lại. Thì bạn Cẩm Trần muốn tặng cái phần quà 500.000 lại cho ba bé chó lại trên cầu, nhưng Siêu Nhân có nói với bạn Cẩm Cầm là mình chia ra. Thì Siêu Nhân nói cả nhà mình, nếu theo như Siêu Nhân á, theo như Siêu Nhân nhận định á, thì Siêu Nhân sẽ ưu tiên chỗ này nhiều hơn trên cầu. Trên cầu có một ba cái bé mà lại á, nhìn rất là dễ thương, rất là tội nghiệp, nhưng mà Siêu Nhân có một cái cảm giác như là thật sự mà nói giống như là cái người chủ của bé dắt bé đi làm cái nghề như là nằm trên cầu để sinh. Cái đó là Siêu Nhân nói thiệt. Còn ở đây Siêu Nhân nhìn vô là cảm nhận một cái tình thương, không phải đi sinh mà cũng không phải là đem cái bé ra làm tiền đó. Sinh sống mà mưu sinh trên đường phố vỉa hè, nằm cực khổ ngủ lai lớp vậy nè. Bởi vì chỗ này thì Siêu Nhân cảm nhận cái tình cảm của cái người này dành cho hai bé nhiều hơn là ba bé trên cầu. Ba bé trên cầu thì tuy nhiên rất dễ thương, nhưng Siêu Nhân lại có một cái cảm giác khác. Cái nhà mình á, mong cái nhà mình thông cảm ha. Bây giờ Siêu Nhân xin quyết định thay mặt bạn Cẩm Trần chia một nửa thùng xúc xích lại cho ba bé này nha cái nhà mình nha. Đây là thùng xúc xích của Siêu Nhân đây. Có chìa khóa không? Có
khui ra cho ba luôn này. Ủa chê con chích heo mà chê cái nhà mình. Có cái tô đồ ăn rồi. Hả? Có con đứa ăn hả? Ồ lắc như thế luôn mà chê con. Xe còn đứa nữa kìa cả nhà mình. Thôi chết rồi, làm như chút heo nó chê hả ta? Dạ. Heo nó chê hả ta? Heo mà chê. Hay là mới ăn cơm no vô lực. Chị ơi. Con kêu chạy đi con cho cơm luôn. Nó không ăn xúc xích ra chị. Ăn không chị? Sao em cho nó ăn nè. Dạ. Muốn ăn thì em cho nó ăn nè. Chị mà chị cho nó ăn cơm chưa mà nó lại chê. Người ta cho hộp cơm tụi nó ăn. À người ta cho hộp cơm tụi nó ăn hả chị? Mình có mấy đứa hả chị? Nó sống đây với chị về hoài luôn hả? Con chó con này mới đẻ ha, sao chị? Nó mới cho cái rồi. Em cho chị 5 gói gì để dành cho mấy bé ăn ha. 5 gói xúc xích ha. Hộp cơm đó là hộp cơm của mình ăn đó nha chị nha. Rồi, đây là 100.000 của bạn Cẩm Trần. Cẩm Trần hỗ trợ cho chị á, phụ với chị nuôi tụi nó 100.000 hả chị ha. Dạ. Có 1 2 3 4 5 đứa. 4 đứa chứ hả chị? 4 đứa. Rồi, siêu nhân sẽ tới ngay trên cầu kiệu chút xíu nữa gặp cái bé cháu lại coi còn hôm nay có mặt không nha cả nhà mình nha. À, theo như siêu nhân cảm nhận là đây là một cái hoàn cảnh được cả nhà mình giống như là được bạn Cẩm Trần giúp là hầu như là đúng nơi, nhìn rất nói như là có nhiều cái cảm xúc, mẹ nằm ngủ rồi các con nằm ngủ theo, có điều mới ăn cơm sao xúc xích rồi siêu nhân lại chê không hiểu. Làm một cái hoàn cảnh là ba bé mày lại trên cầu đấy các nhà mình. Siêu nhân đậu xe trên cầu thì có sao không?
cho chú luôn đi. Vậy là đầu lại sinh mà siêu nhân thật sự ra cũng không có cảm động lắm à, thấy có lẽ là cũng khó khăn mới sinh. Chị ấy giúp sức cho các bé ăn thử, nó ăn không chị? Đâu chị ấy ra thử coi. Cắn hả chị? Đâu có răng rồi chú. Đúng răng, không có răng chú rồi. Ngày nào chị cũng ngồi đây hả? Dạ, không có nhà. Không có nhà hả? Dạ, à, ngồi đây là cứ như là bà con người ta đi ngang, dạ, người ta cho tiền các bé rồi. Dạ. Sao xúc xích này nó không ăn cả nhà mình? Xúc xích heo nó không ăn hả ba? Không phải chú, nó mới uống sữa. Nó uống hai bịch mình gửi. Nói cho uống hai chú. Mấy con kia? Dạ nó ăn mà nó đứng con bụng nó nào rồi. Coi bộ không có thương cái nhà mình. Nắm kéo là kéo rồi. Anh nói được chứ, mẹ em thấy nó nói được chứ. Ngày sao chị, em thấy chị mạnh tay với tụi nó quá vậy? Không, trời ơi, cũng vàng quá. Dạ, Xuân Nhân nói cả nhà mình á, à, tạm thời thì Nhân quan sát là thấy xúc xích này các bé nó không ăn, nhưng không biết là như thế nào, bây giờ Xuân Nhân cho ít thôi. Và nếu như mà các bé thử không ạ, các bé không ăn thì Xuân Nhân sẽ đem về đổi lại thành xúc xích bò. Thì cái thùng xúc xích này Xuân Nhân mua là 360 ngàn, Xuân Nhân tính cho 350 cho dễ tính ha cả nhà mình ha. À, 350 ngàn mà bạn Cẩn Cẩm Trần gửi cho Xuân Nhân 500 ngàn, trừ cho thùng này 350 để còn lại 150. Xuân Nhân đưa cho cái chị à, có ba bé đằng nãy lúc trước thì cả nhà mình thấy 100 ngàn rồi, còn lại 50 ngàn thì Xuân Nhân xin quyết định gửi đây nha. Nhưng mà chị nó thấy nó nói là tụi nó ăn đúng không, rồi em gửi cho chị 5 bịch cho tụi nó ha. 5 bịch. Dạ cảm ơn cô, dạ. Chú rồi đây là thêm 50 ngàn của bạn Cẩn Cầm Cẩm Trần gửi cho chị nuôi tụi nó ha, thêm 50 ngàn nữa đây. Nói con Cẩm Trần cho con nói là cảm ơn cô. Dạ. Cái này em cho hết cũng được nữa, nhưng mà em thấy các bé nó không ăn rồi, để em thử coi tụi nó ăn không, em có gì em đổi. Ăn mà có một cái là biết đâu bò nó có ăn, mà tại vì cho nó uống rửa đấy chú. Con này nó bị rụt rè cán, mà cán nó sẽ chịu bạc với cô, tự nhiên chết rồi. Tại vì con liếng nhiều quá, 6 đứa con mà ai lẽ ai rồi. Rồi 6 đứa phải trả bày cho con những người mà nó chúng tôi là con nó nuôi á. Đã sau là con này, đã sau là con đó. Chứ ai đâu mình đâu có khả năng nhà cửa đâu mà nuôi cô. Thôi rồi, vậy mình đi tiếp. Dạ, cảm ơn cô chú nhiều, cảm ơn. Dạ. Sao hôm nay biết lại không? Lại cái coi. Đâu vậy chị, cho nó lại em coi cái rồi. Con kia nằm gói rồi. Nằm gói à. Số 10 đàng hoàng, mặc áo số 10. Cô nghĩ đi. Đây nhé. À, chú ẩm con chó coi.
tại đi phát cơm á, không có dám đụng vô. Dạ không, thầy cũng chú không có ý là tay chân của mình đi phát cơm cho dạ. Người ăn á, mình không có đụng vô. Không, con mấy con này sạch sẽ, cô tắm rửa lau mình lau mẩy ra ngoài. Giỡn chú á. Chúng ta là ai không hả? Chúng ta là ai không hả? Hả? Biết ai ai không? Ở đi công an kìa, công an mới nghe tiếng cầu rồi. Không phải, đang cấp cứu. Giờ này công an có bắt đâu chú. À. Từ 7 giờ đến 7 rưỡi. Ở đây chạy hoài, bị nó dí hoài. Rồi con đi đây, con đi coi con đi. Dạ dạ dạ. Giờ mới chịu ăn. Rồi lột kêu tụi nó ăn đi nha chị ha. Mạnh khỏe rồi đi làm chứ mạnh khỏe rồi đi sinh quen. Hôm nay sinh nhân câu này cầu kiểu đúng không ta? Cầu kiểu, cầu kiểu. Chủ nhân đưa cả nhà mình đến một cái hoàn cảnh gia đình sống trên cầu kiệu đây. Bữa hổm này cái này thì chủ nhân đi ngang qua nhìn thấy và đã hỏi thăm bên kia thì cũng nghe nói là chỉ sống như vậy, rồi ban ngày thì nắng lại là chui dưới dãy cầu, ban đêm thì lên đây xin cả nhà mình chung tay. Có điều là hoàn cảnh nhìn vô thì rất tội mà chủ nhân không hiểu sao biết sao ha. Nghe nói vợ thì đi rửa chén phụ quán thê. Hai vợ chồng có ba đứa con nhỏ. Vợ anh đâu rồi? Dạ. Rửa chén chợ Phú Nhuận á. Hả? Bà đi rửa chén chợ Phú Nhuận á. Rửa chén chợ Phú Nhuận hả? Dạ. Cái đó là phần bên đây là cơm người ta phát cho mình đó hả? Dạ, cơm người ta cho, đồ ta cho. Dạ. Hai chồng có mấy đứa con? Dạ ba đứa. Đứa lớn nhất. Con ruột không? Dạ con ruột. Con ruột không á? Cái con ta được ẩm gì mới lạ. Được không? Rồi em không có đi làm phụ vợ hả? Dạ, có lúc trước em có đi bán vé số. Thì lúc mà bán số trong thằng này nè, với lại thằng này nó bị bệnh đó. Nó phụ bụi đời á, nó bị mũi cắn á. Mà nó bị xuất huyết đầu vô bị đi đồng rồi ta chưa. Tiền này lúc đó chưa có bảo hiểm á. Nên tiền lo hết rồi đó rồi. Nên giờ anh chốt bán số người ta đi kiếm sữa. Đi lại kiếm tiền cho tiền nó ăn uống hàng ngày á. Trời, đi rửa chén tới 3 giờ, rửa tới 12 giờ. Bảo nó về. Bé lớn nhất sinh năm 2018. Bé lớn nhất sinh năm 2018. Còn bé kia thì 20. Này là cuối cùng 21. Ngủ hả? Dạ, ngủ à. Muốn ăn chút xích không? Dạ, có. Ông con gà đi, ai ông con. Ăn chút xích không? Ai đi có đây hả? Không, hả? Bà dặn sao ạ? Ủa, ăn quá, đi con. Xúc xích này là xúc xích người mình ăn nha, cả nhà mình nha. Cả nhà mình yên tâm ha, xúc xích người á. Chú đi, đi. Đi. Thôi em cho dạ, cảm ơn. Nằm gói ha. Dạ, cảm ơn chú nha, cảm ơn. Em bé mới ngủ chơi á. Nó canh phụ em ai ở đây, em đi mua đồ gì nó canh giùm. Đó, quê anh ở đâu lận? Dạ con ở Nghệ. Rồi lúc về quê á, mấy số từ quê để làm cho biết thời chứ nó xanh gì đó. Mà đội nghèo mà nó bảo về không được. Em nghĩ tết ở bên đây chùa coi xin tiền để dành mà tết lên đi chùa trắng á. Có nhau không được thôi, gắn kiếm tiền về quê sau. Trời. Dạ. Chợ, dạ em đi làm, rửa chén á, 12 giờ bảo mới về. Rửa chén, 12 giờ. Rửa chén muốn nhậu á, em muốn bảo đi làm. Thì lúc trước em mấy số thì em lo. Đó mấy mẹ con mẹ nó nhà ở đây rồi, xong thuê xong rồi bán số có tiền rồi, xong rồi hết bán số hết chỗ, rồi ra ở Bù Đà lại. Khi nào có tiền thì mình lại vô ở trọ lại. Rồi cái này thì siêu nhân nói cả nhà mình ha, của em Ru Nguyễn ở Mỹ hỗ trợ cho siêu nhân tiền
tiền xăng ăn uống đi đường thì siêu nhân có nói với em Lưu Nguyễn để siêu nhân chia sẻ lại. Thì cái này thì siêu nhân sẽ chia sẻ lại phụ tấm lòng. Đúng rồi, giỏi. Giỏi dữ vậy ta. Không, hả đi. Hả đi con, hả đi. Mèo mèo cái mặt như con mèo. Hả đi. Hả không đi. Hả không đi ngày mai ông về sau rồi anh xin đại diện cảm ơn em Xuân Nguyễn rất là nhiều ha. Thì anh đã nói là mình có gặp cái như là tùy duyên mình sẽ chia sẻ lại những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Rồi xuân nhân tiếp tục đi tiếp đây cả nhà mình ơi. Rồi bye 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 bye. Rồi bye anh nha. Bye em nha. Rồi. Ba anh bị gì? Ba bị nhức hả? Nhức tay hả anh? Lụm ve chai hả anh? Một ngày anh lụm được nhiêu tiền? Lụm có đổ xăng. Bữa nay anh lụm thua rồi. Bữa nay lụm thua hả? Anh có đồ. Hộp cơm nè, cái này của gia đình em nấu á, chứ không phải là mua ngoài đâu. Ăn à, anh ăn thử coi ngon không? Cái tay thì nhức quá hả sao anh? Bữa nay là 1964 nữa. Bữa nay càng ngày càng bú. Anh không có nhà hả? Có chứ. Nhà anh ở đâu? Ở dưới Tây Ninh á. Nhà Tây Ninh á hả? Rồi lên đây là đi lụm cho trai, không có nhà ở, không mướn nhà ở, đi lụm ngủ ngoài đây. Cho tiền mình luôn, không có la, thậm chí không la mình còn cho tiền mình nữa, 50 ngàn luôn. Lâu cách 2-3 ngày cho rồi. Công an giao thông á hả? Công an phường á hả? Là không có đuổi mình, không có phạt mình, còn thậm chí cho tiền mình, lâu lâu cho 50 ngàn. Rồi cái này là của em với lại bạn Lưu Nguyễn chung một tấm lòng. Ủa sao có tờ 10 ngàn, lấy rút tờ 10 ngàn ra giùm ba coi. Rồi gửi cho chú nha, gửi cho anh nha. Rồi em đưa anh thêm 50 nữa nè. Rồi đây là 200 ha, của em với lại bạn Lưu Nguyễn ở Mỹ chung tay chia sẻ phụ với anh ha. Dạ. Thì siêu nhân nói cả nhà mình nếu mà siêu nhân đi làm việc này là siêu nhân phải có một cái cảm nhận riêng của siêu nhân, có hoàn cảnh nào siêu nhân giúp, hoàn cảnh nào siêu nhân không giúp. Thật sự ra cái hoàn cảnh mà nuôi các bé trên cầu kiệu của cả nhà mình, thật sự ra siêu nhân không có cảm động. Siêu nhân có một cái trực giác giống như là cái chị đó đem ba cái bé chó đó ra làm một cái cây cần câu để kiếm cơm. Thật tình mà nói á, siêu nhân có một cái cảm giác như vậy luôn á. Không biết là có nghĩ đúng không, nếu mà nghĩ sai siêu nhân mang tội chứ. Siêu nhân nghĩ là cái người chủ mà nuôi ba bé trên cầu kiệu á, là hầu như là dùng ba bé kia đó làm một cái công cụ, cũng như là một cái cây cần câu cho mình kiếm tiền sinh sống. Thật sự là siêu nhân không có
đồng cảm lắm với cái hoàn cảnh đó. Rồi cái hoàn cảnh mà bên cầu á, cái hoàn cảnh mà bên cầu mà có một cha có ba đứa con á, à, người mẹ mà đi rửa chén đó, thì siêu nhân thật sự ra có một cái cảm giác nó hơi xa xa, nhưng mà cũng không hiểu như thế nào. Nếu mà mình nghĩ bậy thì mình mang tội, còn thật sự ra thấy dù người cha có bắt ba đứa nhỏ ra làm công cụ kiếm tiền hay không, có làm cây cần câu kiếm tiền hay không, nhưng mà siêu nhân thương là thương ba đứa nhỏ, đâm ra là siêu nhân nghĩ vậy mà siêu nhân chung tay. Chứ còn siêu nhân không có đồng cảm lắm về cái người cha đang dưỡng ba bé đâu cả nhà mình. Thật sự ra siêu nhân thương ba đứa nhỏ, có một đứa nó nằm nó ôm cái bình sữa nó bú, nhìn thấy rất là tội. Nếu như mà thật sự ra đó là một cái hoàn cảnh siêu nhân nghĩ đúng á, ba đứa con của mình mà đem ra làm mà cứ như là cái cần câu mà để kiếm tiền sinh sống, siêu nhân thật sự phải nói là hận luôn chứ đừng nói là giận. Thôi thì clip hôm nay siêu nhân chia sẻ với cái nhà mình nỗi đau của những người vô gia cư vậy ha, cũng như là đồng hành cùng với hai đứa con của siêu nhân đi phát những phần quà, phần cơm, yêu thương chia sẻ cho những người là bất hạnh, những người vô gia cư có cuộc sống khó khăn hơn mình. Đây là được sự đồng cảm của anh khù khờ ở Úc và nói chung là của tất cả các mạnh thường quân mình ha. Còn bên của siêu nhân thì siêu nhân xin cảm ơn em Du Nguyễn rất là nhiều, em có như là chung tay cùng với siêu nhân, siêu nhân lại chia sẻ lại. Và cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân mình nữa. Thì ở đây thì clip nó sẽ dài, siêu nhân không tiện mà kể ra hết từng tên các mạnh thường quân mình được, mong các mạnh thường quân mình thông cảm ha. Thôi thật sự mà nói trời cũng chắc cũng là khá khuya rồi, siêu nhân cũng thấm mệt nguyên ngày rồi. Bây giờ siêu nhân xin kết clip lại, cuối clip siêu nhân xin mến chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe và bình an ha. Siêu nhân về nghỉ, cả nhà mình ngày mai siêu nhân còn đồng hành với cả nhà mình nữa. Bye bye cả nhà.